Khởi động xe GAT cùng GAT Việt Nam. Trước khi khởi động xe, quý khách xin lưu ý như sau. 1. Chỉnh vô lăng. 2. Chỉnh ghế ngồi, làm sao cho thoải mái. 3. Cài dây an toàn. Sau các thao tác chuẩn bị, quý khách vặn chìa khóa hai nấc để mở công tắc điện. Cụm đèn báo sẽ sáng lên và tắt trong vòng 2 đến 3 giây. Những đèn đỏ không tắt là báo thiết bị đó gặp sự cố, quý khách nên kiểm tra lại. Bước tiếp theo, quý khách nên tắt nguồn đầu AVN. Điều hòa trước, điều hòa sau để giảm tải cho bình điện hoạt động được tốt hơn. Cuối cùng, quý khách đóng cửa và khởi động xe. 1. Đạp, giữ côn và phanh xe. 2. Vặn chìa khóa giữ 2 đến 3 giây để khởi động máy. Sau khi khởi động, chúng ta cho xe di chuyển như sau. Đạp côn, cài số, hạ phanh tay và tiếp ga để xe chạy. Cảm ơn quý khách. Hãy like, share và theo dõi kênh để nhận thêm các video hướng dẫn khác.